Gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu bang Indiana trước khi du học Mỹ. Thì Indiana giáp với hồ Michigan và tiểu bang Michigan về phía bắc và Ohio về phía đông với Kentucky về phía nam theo đường chảy của sông Ohio và với Illinois về phía tây. Indiana thì thuộc về vùng ngũ đại hồ. Sông Wabash là một nhánh của sông Ohio dài 764 km, cắt đôi tiểu bang về phía đông bắc tới phía tây nam. Sông Trắng, một nhánh sông của Wabash, chảy theo đường ngoằn nghèo của miền trung Indiana. Indianapolis và Muncie là hai thành phố lớn nằm trên dòng sông này. Evansville, thành phố lớn thứ ba của Indiana, nằm trên sông Ohio. Và phần nhiều của miền Bắc Indiana là đất chăn nuôi. Tuy nhiên là góc Tây Bắc của tiểu bang thuộc về khu vực đô thị lớn của Chicago, nên là nó đông người hơn. Và Gary, một thành phố trên bờ hồ Michigan, thực sự là một ngoại ô của Chicago. Tuy nhiên thì nó thuộc về Indiana. Và sông Kankakee uốn qua miền Bắc Indiana và đại khái là đường biên giới giữa vùng nông thôn và vùng ngoại ô của miền Tây Bắc Indiana. Miền Nam Indiana pha trộn đất chăn nuôi và rừng. Rừng quốc gia Hoosier là khu vực cắm săn Bắc trải qua 80.900 hecta và gần Bedford. Nói chung miền Nam Indiana có nhiều đồi và biến đổi địa mạo hơn là miền Bắc. Và đó là một vài nét cơ bản về tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Và mọi thắc mắc về du học Mỹ thì bạn hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Chia sẻ ước mơ du học. Và Mỹ là điểm đến được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh. Bạn vừa đậu visa du học Mỹ để biết được cái quá trình làm hồ sơ của bạn như thế nào, cũng như là bạn chọn trường và chuyên ngành nào tại Mỹ các bạn nhé. Chị xin chào Lan Anh. Dạ, em chào chị và chào các bạn. Lan Anh có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của mình được không? Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Lan Anh, hiện nay là em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và thời gian rảnh thì em thích nghe nhạc cũng như là xem phim. Chị không biết là lý do vì sao mà Lan Anh lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình em ha? Dạ, là bởi vì Mỹ thì có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, cũng như là nền kinh tế tại Mỹ thì rất là phát triển, cho nên nó sẽ thuận lợi cho em học về quản trị kinh doanh, sẽ giúp cho em có thể là củng cố vốn tiếng Anh của mình. Nếu vậy thì qua Mỹ thì em sẽ chọn học tại trường nào em ha? Dạ, em sẽ học ở CSU Fullerton ở California. Trường của em là nằm trong top 10 trường đào tạo tốt nhất về chương trình MBA tại miền Tây nước Mỹ, và trường nằm trong top 100 trường công lập theo tạp chí Forbes và nằm trong top 300 trường tốt nhất kinh tế theo Princeton Review. Và trường thì có hơn 100 chuyên ngành, và trong đó thì chương trình MBA thì là một trong những chương trình tốt của trường. Ngoài ra thì trường có hơn 60 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chị không biết là lý do vì sao ở Việt Nam á thì em học cử nhân là ngành tài chính doanh nghiệp, nhưng học qua bên Mỹ thì mình lại chọn học MBA vậy em ha? Dạ, là do là nhà em, gia đình em có mở công ty chuyên về nông sản, cho nên là em muốn theo học chương trình MBA để sau này có thể về mở rộng và phát triển công ty của gia đình. Nếu vậy thì dự định trong tương lai của em sẽ như thế nào? Dạ, là dự định là sau khi học xong chương trình MBA thì em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó sẽ quản lý công ty, sau đó mở rộng công ty sang thị trường xuất khẩu. Rồi, cho chị hỏi là qua đâu mà Lan Anh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương bên chị ha? Dạ, là sau khi mà em có ý định đi du học Mỹ thì em có tìm kiếm trên mạng và em thấy là dịch vụ Tân Đại Dương thì có kinh nghiệm trong việc du học Mỹ, cho nên là em đã lựa chọn công ty Tân Đại Dương. Dạ. Lúc đầu thì em gặp chị Bích, rồi sau đó là chị Bích đã tư vấn cho em, sau đó là thấy nguyện vọng của em là muốn học chương trình MBA, cho nên là chị Bích đã tìm trường mà có chương trình MBA tốt nhất để cho em học. Và sau đó thì em sang em học với anh Khôi. Thì khi học với anh Khôi thì anh Khôi đã chỉ em rất nhiều thứ, ví dụ như là anh Khôi đã chỉ em là tại sao lại chọn trường đó, và đồng thời là nếu mà có những vấn đề gì thắc mắc thì em hỏi anh Khôi, thì anh Khôi cũng là tư vấn rất là nhiệt tình, chỉ em rất là cặn kẽ. Ngoài ra trong quá trình học thì anh Khôi còn
kể những cái tình huống thực tế để cho em biết. Như sau này mà có bạn bè hoặc là người thân của em mà muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu họ đến công ty Tân Đại Dương, bởi vì em cảm thấy công ty Tân Đại Dương tư vấn rất là nhiệt tình, đồng thời là chỉ cho em rất là cặn kẽ về vấn đề làm hồ sơ, làm cho em khi đi phỏng vấn rất là cảm thấy rất yên tâm. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh ha. Và còn muốn theo dõi tất cả những chia sẻ của các bạn nào khác về vấn đề du học, các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.